Chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình, và mình Karen đây. Và trước khi bắt đầu video này á, thì mình sẽ nói nhỏ thôi nha các bạn ơi. Bởi vì hiện tại á, như các bạn có thể thấy được là ở đằng sau của mình đó chính là 12 giờ 20 phút rồi. Sao mình cứ thích quay video vào mấy cái giờ tâm linh đấy nhờ. Nhưng mà hiện tại á, là bây giờ là đã 12 giờ 20 phút rồi các bạn ơi. Một cái giờ mà phải nói là tất cả thành viên của Hero Team đã đi ngủ rồi. Và ngày hôm nay mình đã vào trong Minecraft để chúng ta thử nghiệm một cái mã code siêu nguy hiểm luôn nha mọi người. Cái mã code này á, mình đã từng đọc sơ qua ở trên mạng, đó chính là nó là một cái mã code rất là kỳ lạ. Nhưng mà trùng hợp thay nữa, đó chính là cái mã code này có một cái con số được mang tên là 612019 các bạn à. Các bạn có biết được cái mã code 612019 nó có ý nghĩa gì không? Đó chính là sinh nhật của Hero Team đó. Nó cũng hơi khiến mình băn khoăn một chút xíu. Nhưng mà thôi kệ đi. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đăng nhập vào cái mã code 612019 để xem coi là nó có gì thú vị và nó có gì kinh dị bên trong đó nha. Mình nghĩ là nó cũng không có gì kinh dị đâu các bạn ơi, bởi vì cái mã code này á, là nó là sinh nhật của Hero Team mà, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không có gì đâu. Ok, bây giờ là mình đã ấn vô cái phần Sheet for the World nè các bạn ơi, tức là mã code của game mình nè. Bây giờ mình sẽ nhập cái mã code này vào nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập 612019. Đây, cái mã code của chúng ta là 612019 nha mọi người. Ok các bạn ơi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong cái mã code này để xem coi là cái gì. What's up? No. Mình mới đá cho mấy cửa các bạn đâu á. Ủa bạn đâu ra vậy? Ủa mọi người đâu ra vậy? Đang làm gì vậy? Đang chơi Minecraft, đang quay video Minecraft lúc 12 giờ khuya nè. Đã bị khùng không mấy bạn nhìn nè. Rồi, đây. 12 giờ đêm mà ngồi chơi là sao vậy alo? Ủa xin vô phòng cái lúc 12 giờ đêm gì vậy? Mà cái đâu nè, trời ơi, mang tự nhiên mà sáng không quay sao bây giờ quay là sao được chứ? Tại tại vì bây giờ Kai phải canh lúc 12 giờ để Kai có thể quay được cái video này nè. Ở trên mạng nó đang nổi một cái mã code đó chính là 612019. Đây là một cái mã code mà nghe nói là kinh dị lắm, nhưng mà biết sao không? Trùng hợp cái là cái mã code này á, nó cũng là ngày thành lập Hero Team luôn. Đúng rồi, nghe nó ghê lắm luôn á. Sợ sợ lắm, mấy cái gì mà đồn đồn trên mạng đừng có theo. Trời ơi, nghe theo là gì? Đáng lẽ là cũng không định chơi đâu, nhưng mà thôi kệ, bây giờ tiện thể là có những thành viên của Hero Team đây nè các bạn ơi. Có Phong nè, Sim Sam đây nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong thế giới để xem coi là nó sẽ có những gì hấp dẫn nha. Đi thôi nào, let's go. Ok mọi người ơi, và bây giờ là chúng ta đã vào bên trong một cái map có cái mã code là 612019 rồi nè. Tính là trong đây nó cũng bình thường các bạn, cũng không có gì là làm lắm. Trong đây nó có ủa sao mình nhập cái mã code này vô trong đây nó có sẵn đồ luôn rồi các bạn ơi. Chiến đấu với là gì đó, yêu quái rồi. Trời ơi, tự nhiên có sẵn đồ ở đây luôn. Hình như là cái này mình nghĩ là một cái lỗi nào đó thôi, chứ không phải là có gì đáng sợ đâu. Cái gì Hero Bright? Hero Bright là giả thôi. Bên kia. Ủa? Thấy gì chưa? Em đã sợ được sướng vậy? Thích rồi vậy? Ê, cái này thích nha chứ không sợ nha. Ôi cái này lạ nha các bạn ơi, cái này lạ nha. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ là tí nữa, bây giờ mình đi kiếm sắt trước đi. Rồi sau đó là mình sẽ tới đây để mình đào kim cương các bạn ơi. Ủa? Ôi trời ơi, trời ơi. Cái này mình thấy nó cứ Minecraft phiên bản bình dương thế nào ấy, chứ nó không phải là cái gì đáng sợ các bạn ơi. Ở trên kia nó có có cái con màu xanh này quen lắm rồi không, hình như là mình với bạn hay giả hóa trang hình nó hay sao. Con bên kia làm gì vậy? Ghê, con lại thấy ghê nè, mà tay chân bay xuống. Ui cái con Steve này làm gì trời. Ôi, từ từ nha. Mình thấy ở đây là nó có mấy cái mà cây thánh giá rồi đó, mà có hình như là có màu của Hero Team, giống màu vàng nè, màu xanh nè, của Sim nè, Phong nè. Chúng ta đang quay trở lại Minecraft 2018. Nhưng mà vấn đề là sao mình nhập cái mã code này nó có cái này trong vợ ghê vậy? Không, chắc là lỗi game tí thôi mà. Được. Kai nghĩ là lỗi game thôi. Nó nhiều khi là cái mã code này nó cũng đang được nổi trên mạng mà nó. Ủa có cái mũi tên rồi. Ui nó có cái mũi tên kêu mình đi thẳng rồi các bạn ơi. Ok. Ê, đừng có đi, trời ơi, người ta nói này, không đi đúng không? Cái này là map ông tải trên mạng đúng không? Không, đâu có đâu. Map tự tải trên mạng mà nói. À thôi, những cái link vô đây luôn mà. Đâu có tải đâu trời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng nhá. Ok các bạn ơi. Cái này đang lại là theo tim. Ui nó giật. Ui nó giật kìa. Không, cái này do. Cái này do máy yếu. Máy yếu. Đâu có tự viên nguyên rủa nhanh vậy trời ơi. Mới vô.
này không khai lỡ đang kiểu như máy đang chậm sao máy gọi là mấy chục trăm triệu mấy bạn mà sao mà giật được không 88 triệu nhưng mà cũng gần trăm mà không thể nào mà vô một cái Minecraft thường này mới giật được cái chưa rồi. Trời ơi tính ra đầu nguyền rủa rồi đừng có chơi nữa đừng có chơi nữa ghê quá mấy bà đi im cho ta chơi được mấy bà tôi thấy sợ quá à. Không có gì phải sợ hết trơn á đó nè 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 cái gì đó cái gì mà đỏ đỏ đen đen đó hình như là làng Hero Team nè cái này làng Hero Team hay sao á từ từ làng không làng mình làm gì đỏ lè lét luôn nè ơi cái ngân hàng nè sao đỏ vậy mấy cái chỗ này của làng Hero Team bị biến thành màu đỏ luôn rồi nè. Sao cái cốt nữa ra làng cũ rồi hả? Tại vì hình như là ngày 6 tháng 1 2019 là lúc đó là cái làng của mình vẫn còn là làng cũ. Còn 2023 thì bọn mình mới chuyển tới làng mới đó các bạn ơi. Ở đây chính xác là làng Hero Team luôn nè. Nhưng mà hình như là ở đằng kia là mọi thứ nó đều bị biến thành màu đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đi thử lại đó để coi coi nó xảy ra cái gì nha. Ôi hình như nó lạ lắm nha các bạn. Cái làng Hero Team của chúng ta nó ủa tự nhiên hồi nãy là mình vẫn còn đang thấy là nó trời sáng nha nhưng mà bây giờ là tự nhiên nó chuyển qua một màu tối luôn rồi. Con cua hoàng đế hả? What's up bro, cua hoàng đế. Con cua gì mà bự vậy? Con cua hoàng đế đó Phong ơi, bây giờ mình lượm con cua đi về mình ăn đi Phong ơi. hơi kinh dị lần đầu nhưng lần sau thấy hài đó nha. Hơi chúa hề rồi đó. Này nó cũng hơi hài hài các bạn cũng không. Cái số gì ở trên kia? Số 6. Số 6 là sao? Số 6. Cái nào là 666 mà số quỷ số 3. Đúng rồi ha. Ủa thật hả? Chuyện 1 2 3 4 5. Được 5 con cua ăn đấy Phong ơi. Cái gì? Ai vậy? Mít tới giật. Từ ơi nhà của dịch bị nát rồi nè, đi vô nhà của dịch coi thử các bạn ơi. Sao dịch thầm băng. Dịch trở thành SE rồi. Ui. Rồi sao bạn ơi. Ây vô ơi, ấy da, trời dịch đánh mình nè. Đánh dịch lại đi. Mr. Dịch nè, Mr. Dịch. Ấy da, ui ôi đau quá. Thôi chạy cây ghê quá, cái làng đó mà. Ôi ơi, bên nhà của Camui nè các bạn ơi. Ôi, có hai ông bà cấp lay chang nhau vậy. Này nó phải Halloween đó ba. Ờ ha. Rồi sao bắt nhau. Camui nè, Camui. Camui nè, sao tôi nhìn bộ đồ có mui mà có màu đỏ, nhìn giống đầu của chú hề. Cái này nhìn thấy xanh đỏ em, xanh đỏ cam đó chứ. Cái này nghiêm túc ra là không bị gì vậy. Nè, Camui nè, Camui với chúng tôi nè, Camui nè. Đây là cái làng đối lập theo tên là làng theo trong quái vật mọi người. À, thì ra là vậy, làng Hero Team của chúng ta hồi trước giờ có rất là nhiều phiên bản rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái phiên bản lần này đó chính là phiên bản kinh dị nha. Ui ơi buồn quá, trời ơi, tự nhiên nhìn muối đây buồn quá. Sao tôi lại cười? Không, gì em, cô quyển sách gì em? Gì đây? Gì? Nhủ nhà nhót nhội nhịp. Trời ơi, còn nhủ nhà nhót nhội nhịp là gì? Bị ngọng vậy? Chủ ta, nhủ nhà... Nhủ nhà nhót nhội nhịp. Nhủ nhà nhốt là gì? Củ cà gót tội nghiệp. À, trời ơi, chịu. Trời ơi, thì cái ngôn ngữ cao bùi lạ. Có vậy luôn hả? Có ngôn ngữ cái này luôn á trời. Có hay mình hay dùng cái ngôn ngữ Việt Nam mới gì luôn hả? Nhủ nhà nhốt nhội nhịp là chịu nha. Nhủ nhà nhốt nhội nhịp. Thương bả là người quan tâm luôn mình rồi. Dùng cái anh nhịp nhội nhịp. Anh ngôn ngữ nó giống. Anh qua lại coi chờ cái lửa nó còn đứng yên nữa kìa. Ơi đây là Sigo kết hợp với con Lu nè, mọi người có nhận ra không? Đây là cái áo của con Lu nè. Chịu nổi vậy luôn hả? Luôn á. Dạ tôi tưởng là Sigo phiên bản rồi là gì ta ở số Enderman mọi người thế hả? À, Sigo hết đấm nhau à, Sigo hết đấm nhau. Thôi kệ tha Sigo luôn á. To quá. Cái hình này. Ê, trên con ra chết chân luôn á. Quẹt cái quẹt cái tên tôi chứ quẹt như vậy. Ngoạc tùm lum la. Đi vô nhà mình á. Kaigon kìa. Kaigon ESE, Kaigon, Kaigon. Kaigon đang bị chảy máu mũi rồi. Hết áp luôn, từ la rồi. Đó coi là gì vậy? Ui, Kaigon bị biến thành quỷ mà có cái ui, sao cái con này, sao con này trâu thế các bạn ơi? Ui. Tại vì chỉ là game thôi mà. Ôi ghê quá. Não rồi lát rồi. Kaigon nè. Xuống bí mật luôn hả? Đúng rồi. Ủa nhà mình có hầm bí mật mà mày không biết hả? Mày ta chơi xong này là mấy cái sập luôn á. Trời ơi. Thỏ hả? Sao hai vậy? Nhìn hai cái răng nó to hơn cái đầu tôi luôn. Trong đây có cái thư gì đây nè? Cay con. Thôi sao không biết hết đọc rồi đó. Cái này là nó
cái ý nghĩa của cái lá hư này có nghĩa là ơi từ từ tôi mới thấy cái chữ thằng nè, cái gì tôi thấy là chơi nó chơi chữ, chữ rồi đó các bạn. Thằng cai gôn xứng này xứng đánh là giết gì? Mà cũng giết sai chiến tả nữa. Thằng cai gôn xứng đáng nhận lấy cái chỗ này. Ghê, 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 ghê. Chúng ta cùng nhau tỏ ra đáng sợ nữa. Sợ quá trời ơi, đọc cái thư này xong mình sợ quá trời ơi. Bực cái đầu luôn trời ơi. Có đâu trời ơi, cay vậy, cay chơi cái map này trời bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà cái này là của cái người rủ á. Ui, cay đo nữa hả? Trời ơi, cay nhiều cay đo nữa. Thôi bỏ qua luôn đi, bỏ qua. Bỏ qua. Ui, ui, ui. Trong cay bỏ qua luôn kìa. Nó cứ nhất quyết là phải dí cho mình á bạn ơi. Mấy con này nó trâu quá mình đánh không lại. Ở nhà của tôi sao giờ biến thành lava rồi. Ê quay, bây giờ mình qua thử nhà Phong đi. Trời ơi. Ai? Rồi. Xong. Ồ, muốn được hồi sinh. Rồi xong. Trời ơi, gặp quả dừa rồi. Ơi, đây. Đây đúng rồi. Cho đồ xuống lava. Cho đồ xuống lava luôn. Đúng rồi, nốt nước không ra. Nước. Rồi. Trời ơi. Thông minh các bạn ơi. Trời ơi. Bám tường đây. Bám tường hả? Ok, ok. Con Siron lâu sợ luôn á. Ồ mấy con này trâu vãi thiệt. U chết rồi nè, của Siron chết nè. Bây giờ mình qua thử nhà không cần nha các bạn. Coi thử nhà không cần cái gì thay đổi không nha. Nè, tôi tiên tri bị đánh thêm lần nữa. Không sao bị đánh được. Ôi, phong cẩn kìa. Nhìn. Nhìn cái kia buồn cười. Nhìn cái gì buồn cười đây? Nhìn cẩn buồn cười hả? Nhìn cẩn buồn con... cười cái con này nó ghi cái ai, gì vậy? Ai có thể nói cái người hack cái map này sử dụng ngôn ngữ gì à? Ngôn ngữ tà ma, tà đạo gì dữ vậy? Cái ngôn ngữ này nếu mà theo 10 năm trước thì người ta hay gọi là cái từ team code đó các bạn. Ừ. Ồ, lại tiếp tục lại cu hoàng đế nè. Code nó còn đẹp chứ. Ồ, để coi tôi là sao nè, đẹp không? Cái gì mà ghê dữ vậy? Trời ơi, tóc tôi màu xám rồi, còn mặt tôi màu xám rồi. Gì vậy cái? Ủa đây là Sammy SE, đánh cũng không được nữa hả? Không, trời ơi, vậy rồi, để gì đi, diễn cũng ngầu mà đừng có đánh người ta. Trời ơi. Ui, 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 ui. Trời ơi, con tôi dữ vậy? Trời ơi, dữ quá. Dữ quá, mặt tác cho cái văn luôn. Chỗ ngoài này thật vẫn đấu hiền. Nhưng mà chỉ hiền trong team Phong thôi. Ủa gì vậy? Trời ơi, tỏ tình được luôn. Sao cái tình huống này nó không nằm trong dự đoán của mình lắm. Bạn có tin là một tí nữa có Sammy SE xuất hiện ngoài để thật. Ừ, mình cũng nghĩ vậy á. Bạn đừng chọc nè. Sao nhân vật của chị đánh nhanh vậy? Dữ vậy? Từ mình là mình chỉ mò cái này thôi nè. Tại vì tắt bay cái đầu, chị thấy chị dữ quá. Sammy. À Sammy hả? Không còn tồn tại nữa rồi. Ê, nhìn thấy ngôn từ sâu sắc không? Ơi cái này chuẩn là tin code rồi nè. Đúng rồi, tin code rồi. Ê, hồi nãy giờ mình đi trong cái map này á bạn ơi, thì mình có để ý một điều rằng đó chính là trên cái tòa nhà đây có mấy con số nè. Có mấy con số bằng hình cũng có, nhưng mà cũng có mấy con số được build bằng block ở trên những cái tòa nhà 6, này. 6 1 2 0 0 hả? Trời ơi, thiệt. Số 9 nè, cái này là số 9 nè. Rồi, số 9 được. À đây, chạy qua kia mới thấy được số 9, các bạn hay che rồi các bạn ơi. Dính. Có nghĩa là 612019 đó các bạn. Đó, đó chính là cái mã code của chúng ta. Sao vô đây cái lụm cua hồi gì ta? Đâu vậy hả? Ông đâu vậy hả? Nói là phải vô đây mà ra kinh dị luôn, lụm cua đó bạn ơi. Hết kinh dị luôn. Thành kinh hoàng luôn. Xin lỗi tại cũng. Ôi sao hết lụm cua đó vậy? Cũng hơi đói. Cái gì vậy? Con gì vậy? Nó thả tóc ra, tóc thì dục. Cái con Steve này nhìn nó cứ lạ lạ nào á. Sợ hãi được không ạ? Thôi chứ tôi thấy tôi không sợ. Cái gì vậy, cái gì ở nhà kem cơm vậy? Cái bánh kem nè. Ngày 6 tháng 1 2019 có nghĩa là ngày mà Hero Team được thành lập đó các bạn. Nên là ở đây là nó có cái bánh kem. Ở đây để mình lấy. Để mình. Ghê luôn á, tự nhiên tào lao chứ sợ luôn. Để mình lên đây lụm cua các bạn ơi. Ok. Ủa từ từ, đập màu đỏ ra màu xanh, trời ơi, đúng là bị người lụa thật. Bánh kem có độc. Mình đang ở game sinh tồn luôn nha các bạn, không hề cheat luôn nha, nhưng mà cái này đập rất là dễ luôn á. Đấy, ok, lấy cua từ từ, lấy cua. Ê, trên đỉnh có gì không hay là có mấy cái nến nữa? Đâu, mình lên, để mình lên trên mình coi thử coi. Yeah, cua. Ô! Camui nữa nè. Sim nè. Mít
tới đâu mà. Ơi, nó trang trí tụi mình lên cái bánh kem mà gì ghê vậy. Phong cận đi Di nè, rồi sau đó là Sammy tới Di. Ui, cái hình gì ghê vậy? Lật lật vậy. Ồ cái chữ này hình như là nó đang bị viết ngược nha các bạn ơi. Đây sẽ là từ từ đây. Giờ mình lật cái màn hình. Đấy. Mình lật cái tụi mình lật cái đầu lại thử mọi người. Lật lật. Đây không khó mày này, mày này nè. Đó, đúng rồi. Đây sẽ là sinh nhật cuối cùng của các ngươi. Ghê vậy. Rồi đọc mày lật cái đầu em ạ. Đầu tư vậy thôi nha. Này hay nè, map này hay nè. Ui cái gì vậy? Ê hồi nãy tôi thấy cái map này buồn cười nhưng mà tự nhiên tôi đọc tới cái câu này thấy cũng hơi rợn rợn người nha. Thôi chắc là mình sẽ không chơi cái game này nữa đâu các bạn ơi. Gần 1 giờ đêm mấy bạn nhìn nè. Ui, thấy game không được. Ủa gì vậy? Để thử coi. Ê ông giỡn nha, Ủa gì vậy? Ê không được mấy bạn ơi. Rồi xong luôn, vậy là test game không được luôn rồi. Nhiễu nha. Ok các bạn ơi, có lẽ là mình nghĩ là video của chúng ta nên kết thúc tại đây các bạn à. Và có lẽ là cái mã code này thực sự là nó đúng là mã code Bình Dương thiệt. Tại vì mình vô đây mình thấy những cái điều nó cứ là lạ luôn các bạn ơi. Tuyệt đối nha, không được bật cái mã code này đó. Đừng ai bắt chước tôi bật cái mã code này nha. Đấy. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye. Cái gì vậy?